Sỏi thận, một căn bệnh khá phổ biến, thường phải lên bàn mổ là nỗi sợ hãi của không ít người. Tuy nhiên, khi mà các kỹ thuật tán sỏi ngày càng phát triển, thì người bệnh giờ đây không phải chịu đau đớn khi phẫu thuật mà cơ thể vẫn sạch sỏi. Các bác sĩ tại Việt Nam cũng thường xuyên cập nhật các kỹ thuật mới nhất để phương pháp này ngày càng ưu việt hơn. Tỉnh lại sau một cơn gây mê, cơ thể ông Kiên đã sạch sỏi. Tuy nhiên, mừng nhất là ông không phải đối mặt với nỗi sợ hãi phải phẫu thuật. Hầu như là tôi cảm thấy không thấy một cái cảm giác là đau đớn gì cả. Rất là nhẹ nhàng và rất thoải mái. Thay vì mổ mở, mổ nội soi, tán sỏi qua da được các bác sĩ nhận định là khắc phục nhiều nhược điểm của điều trị bằng phẫu thuật. Mổ mở thì mở thận ra, khô thận lại thì nó sẽ làm cho chức năng thận suy giảm rất nhiều. Phương pháp thứ hai là phương pháp mổ nội soi. Khi đã mổ nội soi rồi chỉ được mổ soi được một lần, lần sau sẽ dính, rất khó làm. Phương pháp lấy sỏi qua da thì có ưu điểm nổi bật là lấy những sỏi trong thận, sỏi kể cả sỏi san hô, đài thận, bể thận và kể cả kích thước to. Những bước tiến mới mà các bác sĩ Việt Nam đang áp dụng thành công khi tán sỏi qua da là chỉ mở một đường hầm nhỏ chứ không phải một đường hầm lớn như trước đây. Đồng thời sử dụng thiết bị siêu âm để định vị sỏi thay cho tia X-quang từng bị xem là nhược điểm. Tán sỏi qua da đường hầm nhỏ là đường vào rất nhỏ, sự tổn hại của nhu mô thận hầu như không đáng kể gì và chúng ta vẫn thực hiện được những viên sỏi to. Đồng thời là sau khi làm xong tôi lấy hết sỏi ra, hai là chúng tôi định vị sỏi bằng siêu âm. Như thông thường thường quy là định vị sỏi bằng X-quang thì dù sao nữa nó có những điểm bất lợi của nó. Thì chúng tôi sử dụng hoàn toàn bằng siêu âm thì là phương pháp này hoàn toàn đối với bác sĩ và bệnh nhân là vô hại. Phương pháp tán sỏi qua da này thì 2-3 ngày người tôi thấy khỏe hơn, đi lại bình thường. Chỉ mất từ 2-3 ngày để giải quyết sạch sỏi trong cơ thể và xuất viện. Với sự phát triển của kỹ thuật tán sỏi qua da, anh Thuận đã có thể trút bỏ nỗi sợ hãi phải lên bàn mổ, vốn là cơn ác mộng của không ít người.